cũng sàng tỏa cao sang. Uccha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhapanyatang uposathang imang charating imang chadivasang samadhiwa afirakit tum samadhiya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani Tha sa ba da ni u bo sa si ve la se na i man ja ra ten na i man ja di va sang sa thun kap ta wa hap ma ma de na sap ma ha ra khi ta pang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlana sugatanyanti, sīlana phokasambhadā, sīlana nipotanyanti, tasmā sīlana viso thayye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ sa thụ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhan tu sabbe devata dhamma nu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhan tu sabbe devata dhamma nu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhan tu sabbe devata dhamma sangha nu bhavena sada sati.
Tất anh phú hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu, sa thu, lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Và xa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, xa thú kính cảm ơn sức cô Quỳnh Ngọc đã làm chi chúng ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Buddhaya, xa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thường tọa Minh Hạnh và từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng thọ trì quy giới. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa thượng Minh Châu. Phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng bài 48 kinh Kosambiya, Kosambiya Sutta phân đoạn 234 đến 237 được đại đức Pháp Tính giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức, tân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Kosambiya. Bài kinh này Đức Phật ngài thuyết về sáu cái pháp hòa kính, sáu cái pháp đem đến sự hòa hợp, và đó là sáu cái pháp khả niệm. Sariya Dhamma, chúng ta học ở trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng như trong Từ Bộ Kinh bài kinh Đại Bát Niết Bàn về các pháp bất thối của tăng chúng, thì chúng ta đã biết về sáu cái pháp hòa kính này. Nhưng ở đây trong bài kinh Kosambiya có một điểm rất quan trọng là ở đây Đức Phật ngài đã giải thích rõ về cái pháp thứ sáu, tức là pháp đem đến sự hòa hợp cho tâm chúng là tất cả mỗi vị đều thành tựu cái tri kiến của Bậc Thánh. Và ngài đã giải thích thế nào là tri kiến của Bậc Thánh, trong đó ngài nêu lên bảy cái tri kiến.
Và bảy tri kiến đó chúng ta nghe xong thì chúng ta biết là khi chư Tăng, các vị tỳ kheo, vị nào cũng thành tựu được cái tri kiến như thế này thì vì đó thì chư Tăng sẽ có cái sự hòa hợp. Đây là một bài kinh cũng rất quan trọng, không những quan trọng cho người Phật tử khi mà học Pháp, hiểu Pháp, mà nó cũng là những cái pháp quan trọng cho các vị xuất gia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa bài kinh này do Đại Đức Pháp Tính vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Như Quỳnh đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cùng thỉnh để Đức Phật Tính giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép với Ngài và Đạo Tràng con điền khuyết cho Thanh Thủy ạ. Con xin thập bậc đọc phần chánh văn. Bài 48 Kinh Cô Sam Bí Giá, Cô Sam Bí Giá Xuất Tá, phân đoạn 234-237. Tên bài kinh được đặt theo địa danh Kosambi, nơi Đức Thế Tôn thuyết pháp này. Kosambi là kinh đô của xứ Gamsat. Đây là một thành phố lớn nằm giữa trục lộ giao thương của hai xứ Kosala và Magatha. Đời Thế Tôn trụ thế có bốn ngôi chùa lớn là Kunkuttarayama, Gosittarama, Phawa Rika Amhawana, Badira Barikarama. Kosambi ghi lại nhiều sự kiện đầy kịch tính như chuyện Magandhiya, chuyện phân hóa của chư tỳ kheo được ghi trong lục tạng, chuyện hoàng hậu Sa Mawati, vua của vua Udena, chuyện tôn giả Giá Xá Ca Canh Đa Cáp Quýt Tá điều tập chư tăng cho lần trùng tuyên tam tạng thứ hai. Một cách thú vị là khi xong Ganga sông Hằng chảy ngang Kosambi thì đổi thành tên Yamuni. Tại một ngôi chùa ở Kosambi có sự bất hòa giữa tỳ kheo. Sự việc này lôi kéo theo phân hóa trầm trọng giữa tăng chúng cũng như đàn tính. Câu chuyện được trình lên Đức Phật, bậc đạo sư cho gọi các vị tỳ kheo đến và giảng về những pháp tạo nên sự hòa kính trong tăng chúng cũng như sự quan trọng của cái nhìn chân chính đối với đời sống tu tập. 2, 3, 4, 6 pháp hành hòa kính, sống hài hòa giữa hàng xuất gia, y cứ trên những thiện pháp thể hiện từ mỗi cá nhân. Kinh văn, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tỉnh xá Gosita, lúc bấy giờ các tỳ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự động thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, họ không tự hòa giải, không chấp nhận hòa giải.
Rồi một tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỳ kheo và bảo như sau: này các tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo các tỳ kheo ấy như sau. Bậc đạo sư cho gọi chư tôn giả: thưa vâng bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn: đến chỗ các tỳ kheo ấy ở, sau khi đến liền thưa các tỳ kheo ấy. Bậc đạo sư cho gọi chư tôn giả: hiền giả, vâng. Các tỳ kheo vân đáp tỳ kheo ấy: đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỳ kheo đang ngồi xuống một bên: này các tỳ kheo, có đúng sự thật chăng các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, và các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải? Thế Tôn: có vậy. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi ấy các ông có an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Bạch Thế Tôn: không. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông đã chấp nhận rằng trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi ấy không có an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, không có an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, không có an trú tự hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, không có an trú tự ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Như vậy, này các kẻ mê mờ kia, do biết gì, do thấy gì, các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi, và các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Như vậy, này các kẻ mê mờ kia, các ông sẽ chịu bất hạnh, đau khổ trong một thời gian dài. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là sáu? Ngữ và nghĩa: sáu pháp hòa kính gọi đúng theo nguyên văn là Chathamma Saraniya, được sớ giải giảng là những gì cần ghi nhớ, không để lãng quên theo thời gian. Saritappayutta Atthane Atikante Bina Musitappa. Nên bản dịch tiếng Việt ghi là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Từ vựng Samran Chani giá có nghĩa chính xác là pháp tạo niềm hoan hỷ, tương tự như ý niệm trong câu hòa khí sanh tài. Từ hòa trong hành động. Ở đây, này các tỳ kheo an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí.
từ hòa trong lời nói. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Từ hòa trong ý nghĩ. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo an trú từ hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Tài vật pháp sanh được phân bố, tài vật pháp sanh được phân bố đồng đều hợp lý. Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, tỳ kheo không phải là người không san sẻ. Các tài vật nhận được như vậy phải là người san sẻ, dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Đồng thọ trì chứng mực chung các học giới. Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các giới luật không có vi phạm, không có tỳ vết, không đục, không có tạp, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến thiền định. Tỳ kheo sống thành tựu trong các giới luật ấy, với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Đồng chia sẻ tri kiến cao cả. Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các tri kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau, tỳ kheo sống thành tựu tri kiến như vậy cùng với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Này các tỳ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. 235. Pháp quan trọng nhất trong sáu pháp hòa kính. Trong sáu pháp này, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh pháp thứ sáu là ý kiến, hai cái nhìn từ góc cạnh cá nhân. Kinh văn. Này các tỳ kheo, trong sáu pháp cần ghi nhớ này có một pháp tối thượng, thâu nhiếp tất cả, làm giường mỗi cho tất cả, chính là tri kiến này thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Này các tỳ kheo, ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm giường mỗi cho tất cả, chính là mái nhọn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm giường mỗi cho tất cả, chính là tri kiến này thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. 236. Tri kiến cao quý. Những tri kiến này có được do thực tu, thực chứng của mỗi cá nhân trong cộng đồng tăng chúng. Kinh văn. Này các tỳ kheo, thế nào là tri kiến? Thế nào là tri kiến thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau? Tri kiến quan sát và chế ngữ năm triền cái. Ở đây, này các tỳ kheo, đi đến ngôi rừng, hay đi đến dưới gốc cây, hay đi đến chỗ trống vắng và suy nghĩ như sau. Không biết ta có nội triền, không biết ta có nội triền nào chưa động trừ không? Do nội triền này, nếu tâm ta bị triền phược thì ta không thể biết được, không biết như thật, không thể thấy như thật.
Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo bị tham dục triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo bị sân triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo bị hôm đồng thị miên triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo bị trào hối triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo bị nghi triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có tâm bị thế sự đời này ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo có tâm bị chế ngự đời sau ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Tỳ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau với những binh khí miệng lưỡi cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Vị ấy biết rõ như sau: ta không có nội triền chưa được đoạn trừ. Do nội triền này, nếu tâm ta bị triền phược, ta không thể biết được. Ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Ý của ta được khéo hướng đến sự giác ngộ các sự thật. Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát về tịnh chỉ của nội tâm. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này, ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Dạ, con sai, con xin đọc lại. Ta tự đạt được tịnh chi, ta tự đạt được tịnh chi. Vị này biết rõ như sau: trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến này, ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Đó là trí thứ hai mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát về tính đặc thù của giáo pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: tri kiến như ta đã thành tựu, có thể có một sa môn hay bà la môn nào ngoài tổ chức này thành tựu tri kiến như vậy không? Vị ấy hiểu rõ như sau: tri kiến như ta đã thành tựu, không có một vị sa môn hay bà la môn nào ngoài tổ chức này thành tựu tri kiến vậy. Là vị thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát về bản chất tự nhiên của một người có tu tập là phát lộ thành thật về lầm lỗi của mình. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: pháp tính Thammata là một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỳ kheo, pháp tánh ấy là gì? Là một vị chứng được tri kiến thành tựu, đây là pháp tánh. Này các tỳ kheo, là một vị chứng tri kiến thành tựu. Cứ giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lộ, tỏ bài, trình bày trước bậc đạo sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát lộ, tỏ bài, trình bày, vị ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Này các tỳ kheo, ví như một đứa trẻ con ngây thơ nằm ngửa, lập tức rút lui tay hay chân nếu tay hay chân của nó chạm phải than đỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát
Phát Lồn tỏ bài trình bày trước bậc đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi Phát Lộ tỏ bài trình bày, vị ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai, vị ấy biết rõ như sau: pháp tánh là một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Bất cứ tội nào vị này vi phạm, với tội ấy liền được xuất tội, vị này lập tức phát lộ tỏ bài trình bày trước bậc đạo sư hay các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát lộ tỏ bài trình bày, vị ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai, vị ấy biết rõ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ tư của vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát về bản chất tự nhiên của một người có tu tập luôn hỗ trợ các bạn đồng tu. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không? Này các tỳ kheo, pháp tánh ấy là gì? Là một vị chứng được tri kiến thành tựu. Đây là pháp tánh mà các tỷ kheo, là một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất luận sự việc cần phải làm, dầu lớn dầu nhỏ, dầu lớn nhỏ gì giúp cho các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này các tỳ kheo, ví như con bò có các con bê, khi đang nhổ lùm cỏ lên ăn, vẫn coi chừng con bê cũng vậy. Này các tỳ kheo, đây là pháp tánh mà vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất luận sự việc cần phải làm, dầu lớn nhỏ gì giúp cho các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, vị này biết rõ như sau: pháp tánh là một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ năm mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát nội hàm hay khả năng nghe hiểu giáo pháp của một cách sâu rộng. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỳ kheo, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức mạnh. Này các tỳ kheo, một vị chứng được tri kiến thành tựu, trong khi pháp và lực do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, sau khi chú tâm, chú ý, chuyên chú toàn tâm trí, vị này lẫm tay nghe pháp, vị này biết rõ như sau: sức mạnh là một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ sáu mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Tri kiến quan sát về trưởng thành trong giáo pháp qua nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỳ kheo, sức mạnh ấy là gì? Là một vị chứng được tri kiến thành tựu. Đây là sức mạnh. Này các tỳ kheo, là một vị chứng được tri kiến thành tựu, trong khi pháp và lực do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, vị này chứng được nghĩa tính thọ athê athakvê đá, pháp tính thọ thammakvê đá, là sự hân hoan tương ứng với pháp. Vị này hiểu rõ như sau: sức mạnh là một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu.
Như vậy là trí thứ bảy mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Hai ba mươi bảy, sự hiểu biết cho thấy hình ảnh của bậc thánh đúng nghĩa. Một người tu tập có đủ bảy chi phần của tri kiến chân chánh, tức là đã nhập vào dòng thánh vức kinh văn. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp tánh được khéo an trú đối với vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này để chứng được quả dự lưu. Như vậy, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này, tức là đã thành tựu dự lưu quả. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, này các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Những điểm cần nhớ: qua pháp thoại của Đức Phật, những điều sau đây được đặc biệt chú trọng. À, vấn đề trước nhất, dạ con sai rồi, con xin đọc lại. A, chánh pháp cần được thực hành hơn là tranh luận hơn thua. B, vấn đề trước nhất phải nhìn từ góc cạnh cá nhân. C, tâm từ mẫn thể hiện qua lời nói, hành động và ý nghĩ. D, trong sự chung sống của tăng, trong sự chung sống của tăng chúng, cần có sự phân chia đồng đều những vật cúng dường và chư tăng đồng thọ trì chung những học giới. E, quan trọng hơn hết vẫn là cái nhìn chân xác của mỗi cá nhân. Hai, chánh tri kiến. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng: chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính nhân Mích Đánh Sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Thầm Mà Giá. Nam Mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hành, Đại Đức Tuệ Tri. Kính chào Sư Nguyên Thông, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, cũng như qua phần dẫn nhập và phần chánh văn, thì ngày hôm nay chúng ta học một cái bài kinh đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái điều quan trọng. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn kết của bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng là trước tiên là nói là chánh pháp cần phải hành trì. Chánh pháp cần phải hành trì. Thì tại sao cái điều này nó là như vậy quý vị? Vậy thì tại sao mà có cái bài kinh này? Cái bài kinh này đó là do cái nhóm, hai cái nhóm các vị sư ở Cô Sâm Bí. Hình như nếu mà chúng tôi nhớ không lầm là ở trong Pháp Cú, câu kệ Pháp Cú Kinh số 6 đó, có đề cập đến cái điều này rất là rõ. Có nghĩa là một mới đầu cái chuyện nó rất là nhỏ, là một cái vị pháp sư, một cái vị mà giảng sư đó, thuyết pháp rất là giỏi. Cái vị đó đi ở trong nhà vệ sinh đó, rồi cái gáo nước không có úp lại thôi, không có úp lại thôi. Thì cái vị luật sư đó mới bắt lỗi, mới bắt lỗi. Thì khi mà cái vị giảng sư đó mới nói cái điều này là do tôi không có cố ý, tôi không có cố ý. Thì cái vị này mới nói, cái vị luật sư nói, nếu mà không có cố ý là không có phạm tội. Thì khi mà được nói như vậy thì cái vị giảng sư nghĩ như vậy thì mình không có cố ý, thành ra mình không có phạm tội. Đó, thì cái vị giảng sư này không có sám hối. Thì cái vị luật sư đó mới đem cái câu chuyện đó về nói với đệ tử của mình. Quý vị biết rằng cái vị giảng sư cũng có 500 đệ tử, mà cái vị luật sư đó cũng có 500 đệ tử. Thành ra cái vị luật sư về nói với đệ tử của mình, rồi những cái vị đệ tử này nghe như vậy rồi mới chê trách qua lời qua tiếng lại, làm cho đệ tử của cái vị giảng sư nghe được.
Thành ra đó, cái vị giảng sư đó mới nghe được nữa. Thành ra cái vị giảng sư này mới nói rằng là cái chuyện nói như vậy, nói là không có phạm tội, không có tội lỗi rồi, mà cứ nói qua nói lại vân vân. Thì cuối cùng nhóm tranh cãi với nhau. Quý vị biết rằng khi mà tranh cãi như vậy đó, đến nỗi mà các vị tỳ kheo ni cũng theo phe bên này, rồi các vị tỳ kheo ni cũng theo phe bên kia, rồi hội chúng của bên giảng sư thì theo bên giảng sư, hội chúng bên luật sư thì theo bên luật sư, rồi các vị chư thiên, luôn cả các vị chư thiên, quý vị chư thiên mà theo bên giảng sư, rồi chư thiên theo bên luật sư. Đó, thành ra lúc đó mới cãi vã với nhau. Thì quý vị thấy rằng như ở trong bài kinh này nói là coi như là dùng binh khí miệng lưỡi. Đến nỗi mà quý vị biết khi mà Đức Phật đi đến, Đức Phật đi đến cũng Đức Phật có phiên ngăn rồi, nhưng mà các vị đó không có nghe, không có nghe. Thì chúng ta biết rằng là cái duyên sự đó như vậy đó. Thì quý vị thấy rằng thì ở trong cái bài kinh này đó, quý vị thấy rằng khi mà nói như vậy rồi đó, các vị tỳ kheo cũng đi đến mét như Đức Phật lần nữa, cũng đi đến mét như Đức Phật lần nữa. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật một bậc đạo sư, ngài kêu các vị lại, ngài hỏi sống như vậy như vậy, coi vậy đó có được không. Đó, thì những cái vị này mới mới cũng như là có cái sự mà im lặng, có cái sự im lặng cũng như là giống như là biết được cái lỗi của mình rồi. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật mới thuyết lên sáu cái pháp. Thì như hồi nãy quý vị nghe cái lời dẫn nhập của ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu đó, thì quý vị thấy rằng là sáu cái pháp này đó, thật sự ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là muôn đời, muôn đời là những cái pháp quan trọng. Thành ra sáu cái pháp này đó, sáu pháp khả niệm cũng cũng được gọi là cũng cũng có khi được gọi là cái tên như vậy. Rồi cái sáu cái pháp này đó là sáu pháp hòa kính, sáu pháp này là sáu pháp thương tưởng, sáu pháp này là sáu pháp tạo thành cái sự hòa hợp. Thì khi mà chúng tôi đọc này đó, thì quý vị biết rằng là chúng tôi nghĩ rằng là dù cho cái hội chúng nào cũng cần phải có những cái pháp này. Tại sao vậy quý vị? Những cái pháp này mới thật sự ra đó, đem lại cái sự hòa kính, sẽ đem lại cái sự mà đoàn kết, sẽ đem lại cái sự mà phát triển được ngay cả thân tâm hoặc là đời sống tâm linh. Chúng tôi thật sự ra đó, quý vị thấy rằng những cái pháp này đó là đối với người đời hoặc là đối với những vị tu sĩ đều quan trọng hết. Vậy thì sáu cái pháp này là như thế nào? Thì Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo là sống với nhau là phải có thân nghiệp từ, sống với nhau phải có khẩu nghiệp từ, sống với nhau phải có cái ý nghiệp từ, sống với nhau phải biết chia những cái lợi lộc, rồi sống với nhau phải có cái giới hạnh, rồi sống với nhau phải có cái tri kiến. Đó, thì đây là sáu cái pháp, sáu cái pháp hòa kính hoặc là sáu cái pháp mà luôn luôn cần phải ghi nhớ, sáu cái pháp luôn luôn cần phải ghi nhớ. Quý vị thấy rằng ở trong một cái hội chúng thật sự ra đó, ở nếu mà mình tu tập thật sự thật lòng, mà khi mà chúng ta tu tập đó, thì nếu mà có những cái thành viên hoặc là ở trong tăng chúng mà quý vị thấy rằng các vị sư đó mà luôn luôn có những cái pháp này, thì cái hội chúng đó sẽ lớn mạnh. Mà nói thật lòng ra đó, quý vị biết rằng, chúng tôi biết rằng ở trong cái thời nay, đó thì hầu như là những cái pháp này rất là khó được thực hiện, rất là khó được thực hiện. Chúng tôi thấy nhiều khi quý vị biết bất cứ một cái hội chúng nào cũng vậy, ở trước mặt đó thì khác, sau lưng thì khác, còn chưa nói đến những người mà có cái tâm niệm, cái tâm niệm mà độc địa, những cái tâm niệm mà xấu ác nha quý vị. Chúng tôi đã từng gặp những cái trường hợp đó rồi. Có nghĩa là quý vị biết có nhiều người người ta sống trong một cái hội chúng, người ta muốn nói, người ta đứng ở chính giữa, người ta nói cái nhóm A nói xấu cái nhóm B. Rồi khi mà người ta gặp cái nhóm B, người ta nói cái nhóm A nói xấu cái nhóm B. Cứ nói qua nói lại như vậy, đến chí vị để ở trong cái hội chúng đó đó
có cái sự xích mích với nhau, rồi họ đứng ở giữa, họ đứng ở giữa để mà họ câu lợi, họ câu lợi từ lợi lộc và tới danh tiếng hoặc là địa vị vân vân. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong thời nay cũng vậy, có những người người ta sẽ dùng những cái cách này, phải nói rằng là giống như mà ở trong cái phim Tàu mà người ta nói là cái tâm địa độc ác đó, phải nói rằng là dùng những cái từ ngữ như vậy. Vậy thì nhưng mà đối với cái đời sống tu tập đó, thì chúng ta không nên như vậy. Đời sống tu tập chúng ta không nên như vậy. Chúng ta phải có 6 cái pháp mà dẫn đến hòa kính, hoặc là 6 cái pháp mà dẫn đến cái sự thương tưởng. Tại vì sao quý vị? Quý vị thấy rằng Đức Phật nói nếu mà các ông mà còn giữ những cái pháp này đó, sẽ được an lạc lâu dài, sẽ được an lạc lâu dài. Mà nếu mà không giữ những cái pháp này thì sao quý vị? Sẽ bị đau khổ lâu dài. Thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta cũng vậy. Đức Phật tuy rằng thuyết cho những vị tỳ kheo nghe, nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với chúng ta đó cũng cần phải thực hiện những cái pháp này. Nếu mà mình không có những cái pháp này thì mình sẽ đau khổ lâu dài. Mà hãy mà mình có những cái pháp này thì mình được an lạc lâu dài. Vậy thì thứ nhất là như thế nào mà chúng ta cần, như thế nào mà gọi là thân nghiệp từ. Thân nghiệp từ có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta sống, chúng ta có những cái hành động đối với mọi người. Thí dụ như ở trong đời sống của các vị sư, đời sống của sa môn, thì chúng ta có những cái hành động gì cũng vậy, với những cái bạn đồng tu của mình, thì mình phải an trú ở trong tâm từ, không hận không sân, dù cho ở trước mặt hay là ở sau lưng đó. Thì như vậy đó mới gọi là thân nghiệp từ. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, có những cái vị mà ở trong chùa đó, hồi lúc trước chúng tôi nghe cái câu chuyện này là cái câu chuyện là có thật nha quý vị. Có nghĩa là cái vị đó nó lao chánh điện, lao chánh điện, mà những cái người á, người ta cứ đi vô đi qua đi lợi, người ta dậm ở trong cái chánh điện á, dậm cái chân á, nó làm lẫy bẫy ở trong cái chánh điện khi mà người ta lao chưa có khô. Thì cái người mà lao chánh điện á, người ta nói gì nè, mong cho mấy người mà lãng giảng nơi đây á, sớm chứng đắc đạo quả niết bàn sớm đi, niết bàn sớm đi. Đó có thì quý vị nghe cái câu đó, thật sự ra đó, mình tưởng rằng cái người đó người ta tốt, nhưng mà thật sự ra quý vị không phải tốt. Có nghĩa là người ta đang bực mình, người ta bực mình có nghĩa là khi mà người ta lao chánh điện mà mình không có chờ đợi mà khô rồi mình đi vô, mà mình khi mà còn ướt là mình đi vô. Thì thật sự ra đó quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó mình làm với không phải là thân nghiệp từ. Không phải là thân nghiệp từ. Quý vị biết có những cái người á, chúng tôi nói với họ đó, sống của mình á, nếu mà mình có cái sự mà phát tâm mình tu tập á, thì có nhiều lúc á, chánh điện người ta lao rồi, nhưng mà buổi trưa buổi chiều mình cảm thấy dơ, mình cứ lên mình lao, chứ mình không có nghĩ rằng là mỗi ngày chỉ lao một lần thôi. Còn nếu mà mình bận công việc khác thì thôi, mình bận công việc khác thì thôi, nhưng mà luôn luôn mình làm những cái công việc này để làm chi? Luôn luôn ở trong tâm của mình cũng phải ghi nhớ, mình ghi nhớ rằng là nơi đây là một cái chỗ thờ Đức Phật, cũng giống như là một cái cốc liêu, của Đức Thế Tôn. Hoặc là khi mà chúng ta lao quét dọn ở trên chánh điện thì chúng ta cũng nhớ rằng là nơi đây là cái chỗ này là của tăng chúng. Tăng chúng làm những cái lễ phát lồ, hoặc là tăng chúng ở trên đây sẽ hành đạo vân vân. Vì vậy đó mình có cái sự mà quyết tâm mình tạo những cái công đức này, mình hướng về Đức Phật hoặc là mình hướng về chư tăng, chứ mình đừng có bao giờ mình suy nghĩ ra một cái khía cạnh gì hết. Đó, ngoài cái chuyện đó ra đó, quý vị thấy rằng làm mình làm với một cái tâm mà nó luôn luôn nó mát mẻ, nó luôn luôn mát mẻ quý vị. Còn đó, nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết rằng mình nói như vậy, nhưng mà mình phải cố gắng mình tu tập mình mới được quý vị. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều.
Có lần đó, là chúng tôi đi qua Thái Lan đó, là khi mà vào ở trong cái bàn cơm ăn đó quý vị, đó cái người mà người ta dọn đồ ăn lên đó, lúc đó chúng tôi ngồi á, chúng tôi thấy người ta để cái chén xuống cái cành, rồi để cái chén xuống cái cành, cái lúc đó chúng tôi mới nghĩ rằng chắc người ta lỡ tay, người ta lỡ tay, thì khi mà người ta dọn ra những cái món khác nữa đó, người ta cũng để xuống cái cành nữa, thì quý vị biết lúc đó chúng tôi ngồi ở trên bàn ăn, rồi chúng tôi cũng có những cái vị lớn ngồi trong cái bàn đó nữa, lúc đó mình rất là ngại, mình không biết là tại sao mà người ta lại có những cái hành động như vậy. Những cái hành động như vậy đó, thì sau khi mà mình ăn rồi đó, mình ngồi mình mới biết, mình ngồi ngay chỗ cái bàn đó, là người ta để cái tiếng Anh, người ta để cái tiếng Anh với tiếng Thái, là có nghĩa là cái bàn đó là dành cho cái người mà ăn thức ăn chay, ăn thức ăn chay. Thì quý vị biết á, là cái những cái người mà người ta dọn á, cái tâm của người ta đó, người ta nghĩ rằng á, chùa người ta ăn vậy thì chùa ở đây ăn sao thì mình đến ăn vậy, mình cái chỗ người ta ăn vậy mình đi đến mình làm khách, mà mình còn bắt người ta dọn riêng cho mình ăn nữa, dọn riêng cho mình ăn theo cái kiểu mình. Thành ra quý vị biết rằng những người ta dọn đó, người ta mới bực mình. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra đó, những cái hành động mà người ta làm vậy đó, người ta để tô chén xuống cành cành vậy đó, thì đó là một cái hành động mà quý vị thấy rằng là không có, cái hành động đó không có thân nghiệp từ. Thành ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta muốn ở trong một cái hội chúng mà có cái phước báo, hoặc là một cái hội chúng đó lớn mạnh, thì bất cứ một cái hành động nào của chúng ta, từ cái mà chúng ta công quả, chúng ta quét chùa vân vân đó, thì chúng ta cũng phải an trú ở trong thân nghiệp từ, là có nghĩa là không hận không sân. Dù cho ở trước mặt hay là ở sau lưng, dù cho ở đó có người hay là vắng người, hoặc là không có người vân vân, thì chúng ta cũng phải luôn luôn an trú ở trong tâm từ. Rồi như thế nào mà gọi là khẩu nghiệp từ? Khẩu nghiệp từ đó quý vị thấy rằng cũng rất là quan trọng. Tại sao vậy quý vị? Nếu mà một người nào quý vị thấy rằng có những cái lời nói đó, có thể làm cho người ta chết, có những cái lời nói đó mà có thể mà gây cái sự oan trái, quý vị thấy không? Có những cái con vật đó, những cái con vật đó, quý vị thấy có những cái, chúng tôi thì không có thích nuôi chó, chúng tôi không có thích nuôi chó, nhưng mà có nhiều cái con chó đó mình nhìn mình cũng thấy thương lắm quý vị. Thí dụ như quý vị biết có những con chó nó rất là ngộ, nó nằm ở giữa đường, hoặc là nó sủa người ta vân vân. Nhưng mà khi mà mình nói nó đó, ví dụ như có lần đó, chúng tôi thấy một cái con chó đó, Phật tử người ta đến người ta cúng dường, mà con chó nó không phải ở trong chùa nó nuôi quý vị, mà ở hàng xóm người ta nuôi rồi nó chạy qua chùa thôi. Thì con chó nó thấy người ta lại cúng dường đó, nó sủa, thì chúng tôi mới nói vậy nè, người ta đi đến người ta cúng dường cho chùa, người ta đi đến người ta cúng dường cho chùa, chứ đâu phải người ta là ăn trộm ăn cướp gì đâu, mà con sủa làm chi, khi nào ăn trộm ăn cướp vô con mới sủa. Còn những người này người ta đem là đồ lại người ta cúng dường, sủa riết là ai mà đem đồ lại cúng dường. Vậy mà quý vị biết không, con chó tự nhiên nó im mà quý vị, con chó mà tự nhiên nó im mà đó đó. Thành ra đó, chúng tôi mới nói rằng là chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để chi quý vị, để mà cho chúng ta biết rằng là đối với cái loài vật đó, mà nó còn muốn, nó còn muốn nghe những cái lời nói chân chánh, những cái lời nói mà nó có cái sự mát mẻ quý vị, thì huống chi với con người của chúng ta. Mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng chúng tôi gặp những cái chi pháp này chúng tôi rất là hoan hỷ, chúng tôi rất là thích. Chúng tôi thích là sao quý vị? Là Đức Phật dạy mình những cái chi pháp này đến chi? Để mà mình thực hiện làm lớn mạnh cái hội chúng, và mình sẽ có phước nữa quý vị. Khi mà chúng ta thực hiện những cái pháp này nè, quý vị thấy rằng ngay trong hiện tại chúng ta cũng được cái phước báo, mà ở trong đời sống sau chúng ta cũng được cái phước báo. Nó khác với cái gì quý vị? Nó khác với những cái sách nhân tâm, nó khác với những cái sách đó quý vị. Những cái sách đó thì cũng dạy cái cách mình ăn nói, nhưng mà quý vị nghĩ kỹ ra coi, cái cách ăn nói ở trong đó, cái cách ăn nói đó nó bợ đỡ không?
Mà quý vị thấy rằng đa phần, nếu mà quý vị đa phần á, mà quý vị thấy rằng á, những người mà học cái đó đó mà nếu mà có cái tâm mà chánh á, thì không sao. Có cái tâm chánh á, thì không sao. Mà hãy mà có cái tâm tà, có cái tâm tà vại đó, mà học thêm cái cuốn sách nữa đó, là giống như là quý vị thấy rằng giống như là những người mà người ta ác tâm, mà người ta học được những cái chiêu thức cao ở trong võ lâm vậy đó. Đó, thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi học những cái chi pháp này nè, chúng tôi rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Vì nếu mà mình thực hiện được thân nghiệp từ, mình thực hiện được khẩu nghiệp từ, chẳng những mà cái lợi ích đó, ngay trong đời sống này đó, mình được cái sự lợi ích, mà ở trong tương lai đó, mình cũng có cái phước báo do mình thực hiện, mà đối với bản thân của mình và đối với những người ở xung quanh, nói chung là cái hội chúng là càng ngày càng lớn mạnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ đó, nếu mà ở trong lớp học của chúng ta thôi nè, đó, đằng trước, trước mặt chúng ta cũng nói như vậy, cũng với một cái lời nói mà an trú ở trong tâm từ, mà ở sau lưng mọi người chúng ta cũng nói ở trong tâm từ, thì quý vị thấy rằng cái hội chúng mình có thể nào mà bị suy giảm không? Cái hội chúng mình có thể nào mà tan rã không? Không có. Mà ngược lại, nếu mà trước mặt mà mình có tâm từ, mình nói bằng tâm từ, nhưng mà ở sau lưng mà mình nói xấu không, là quý vị thấy rằng thường thường cái hội chúng đó nó sẽ dễ bị tan rã lắm, cũng do cái lời nói. Thành ra có nhiều lúc quý vị thấy rằng lúc trước chúng tôi cũng nói, có nhiều khi có cái gì đó thì quý vị cũng phải ráng kham nhẫn để mà nhịn nhau. Mình nghĩ rằng là do mình muốn cái lớp học duy trì lâu dài, học nó được bền vững, nó được vững chắc. Thành ra như vậy đó, mình phải ráng, có khi mình phải giống như là mình ngậm đắng nuốt cay gì đó. Đó, thì nếu mà tốt nhất là mọi người chúng ta ở trong một cái hội chúng, chúng ta luôn luôn nói chuyện với nhau bằng cái tâm từ. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái bài pháp khác Đức Phật cũng dạy im lặng ở trong chánh pháp, mình im lặng ở trong cái bậc thánh. Đó, rồi đối với ý nghiệp từ là như thế nào? Có nghĩa là đối với cái ý nghĩ của mình đối với bạn đồng phạm hạnh, hoặc là cái ý nghĩ của mình đối với hội chúng, dù cho ở trước mặt hay là sau lưng, mình luôn luôn mình cũng phải có cái tâm từ, luôn luôn mình an trú trong cái sự mà không hận không sân. Đó, quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó, chúng ta nói, chúng ta tu tập rất là nhiều, thiền định một ngày 6 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng này kia vân vân, nhưng mà khi mà chúng ta quên trước quên sau, hoặc là ai nói tới cái gì đó mình giận, mình nổi sân đùng đùng vân vân, thì thật sự ra đó, mình biết rằng là cái người đó đối với cái sự hành thiền của họ đó là họ ngủ gục ở trong thiền, hoặc là họ hành sai một cái đề mục. Chứ thật sự ra nó, quý vị thấy rằng một người mà có tu tập, một người mà có tu tập về tâm từ, hoặc là một người mà có luôn luôn có cái sự chánh niệm, thì quý vị thấy rằng là sẽ an trú được ở trong cái ý nghiệp từ. Vậy thì ở trong cái ý nghiệp từ này đó là cái như thế nào? Có nghĩa là luôn luôn chúng ta nghĩ rằng mong cho những người ở trong lớp học của chúng ta, với cái ý nghĩ là luôn luôn mình mong cho những người này được cái sự an vui, được cái sự thoát khổ vân vân, thì mình có những cái suy nghĩ như vậy đó là không hận không sân. Đó, rồi cái pháp thứ tư đó, là Đức Phật là dạy là cộng hưởng cái lợi lộc, cũng như là lúc trước rồi chúng tôi học đó, chúng tôi nhớ là lợi hòa đồng chia, lợi hòa đồng chia, hoặc là cộng hưởng lợi lộc. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Khi mà có những cái lợi lộc phát sanh hợp pháp, hợp pháp, thì dù ít hay là dù nhiều cũng chia sẻ cho bạn đồng phạm hạnh. Quý vị biết rằng có nhiều lúc chúng tôi đọc những cái đoạn kinh, mình đọc đi đọc lại mình suy nghĩ, có nhiều cái nó rất là hay quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có cái trường hợp mà
lúc mà Đức Phật của chúng ta đó mà sắp sửa đó, ngài viên tịch niết bàn á, ngài sắp sửa viên tịch niết bàn á, quý vị thấy không, ngài lúc đó đó ngài châm lửa không cháy, ngài châm lửa ở trên đài đài quả tán, ngài châm lửa không cháy. Nhưng mà quý vị thấy rằng lúc đó đó ngài Ananda đó mới hỏi là tại sao mà châm lửa không cháy. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng á, đối với những cái vị đó là toàn là thánh tăng, thánh tăng không à, từ tu đầu quần trở lên mà toàn là những cái vị mà có thần thông hoặc là có tứ tuệ phân tích. Ngay cả tu đầu quần ngài Ananda là thánh tu đầu quần thôi mà cũng có tứ tuệ phân tích nữa. Nhưng mà quý vị thấy rằng tại sao mà hỏi ngài Anuruddha, tại sao mà hỏi ngài Anuruddha, quý vị là các vị muốn muốn báo cho hội chúng biết ngài Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn, ngài đệ nhất về thiên nhãn. Có nghĩa là lúc đó ngài Anuruddha ngài quán xét, ngài thấy Kassapa đang tự trên đường đi xa về để mà gặp Đức Thế Tôn lần cuối cùng với các vị tỳ kheo đi về. Thì chúng tôi nói ra cái điều này đến chi vị, để quý vị thấy rằng ngày xưa đối với các vị thánh hoặc là những cái vị tu tập, quý vị thấy rằng đối với danh, đối với cái gì mà phát sanh đến, các vị đều có cái sự chia đồng với nhau hết. Đó, quý vị thấy rằng ngài Lô Sát Cá không? Ngài Lô Sát Cá trước khi niết bàn, trước khi niết bàn, ngài Xá Lợi Phất quán xét biết như vậy rồi, thành ra đã đi vào khất thực, đi vào làng, đi vào thành khất thực, rồi về ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên dịnh cái bát, dịnh cái bát để mà cho ngài Lô Sát Cá mà lấy cái thức ăn ở trong cái bát đó ăn lần cuối, rồi để viên tịch niết bàn. Thì thật sự ra đó, đối với các bậc thánh đó, thì chúng ta thấy rằng một cái bữa ăn mà thiếu mà để mà niết bàn á, thì cái điều đó nó không có cái gì hết, nó không có ảnh hưởng, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nói lên cái gì quý vị, nói lên cái sự mà có cái sự chia sẻ, chia sớt đó, cái đó là quý vị thấy rằng đối với ở trong hội chúng thì cái gì á, dù ít dù nhiều, dù nhỏ dù lớn cũng phải có cái sự chia hết. Chứ tôi nói cái này là nó ở ngoài lề thôi, nói ở ngoài lời thôi quý vị. Quý vị thấy rằng á, khi mà mình đọc báo á, mình đọc báo hoặc là mình nghe tin ở trên đài á, tại sao mà những cái băng nhóm đó mà bị bắt, những cái băng nhóm mà trộm cướp đồ bị bắt quý vị. Thật ra quý vị thấy rằng á, 90% là ăn chia không đồng đều, ăn chia không đồng đều. Tất cả những cái băng nhóm, tất cả những cái hội chúng, những cái hội chúng ở bên ngoài, là tại sao mà tự họ quỷ hoại với nhau hoặc là họ bị bắt đồ với nhau vậy? Đa phần 90% là ăn chia không đồng điều, thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là tự họ quỷ hoại họ, tự họ quỷ hoại họ, hoặc là do ăn chia không đồng điều ra thưa kiện đó. Quý vị thấy như ngày xưa cũng vậy, cái nàng gì mà đệ tử của nhóm ngoại đạo đó, quý vị thấy rằng nhóm ngoại đạo đó mướn người giết, giết cái nàng đó rồi vùi xác ở gần nơi cái hương thất của Đức Thế Tôn. Rồi sau này cái nhóm đó là cũng cũng bắt đầu ăn chia không đồng điều, rồi ăn nhậu, rồi đánh lộn với nhau, rồi nói qua nói lại, rồi cuối cùng quan quân người ta mới nghe, người ta biết được cái nhóm này là giết cái nàng đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là đối ở trong cái, nhưng mà cái đó là hồi nãy chúng tôi nói là chúng tôi nói chuyện ngoài lề, chúng tôi nói chuyện ngoài lề. Thật sự ra đó, ở trong cái pháp của Đức Phật dạy là quý vị thấy là khác, là khác. Có nghĩa là cộng hưởng lợi lộc này đó là như thế nào quý vị? Là có nghĩa là mình thương tưởng, mình thương tưởng, mình có tâm từ, mình chia sẻ với nhau. Chứ không phải là như là Lưu Bình với Dương Lễ đâu, nó không phải là như vậy. Hoặc là đối với cái sự mà mình chia sẻ lợi lộc này với nhau để chi vị, để cho cái hội chúng của mình, cái hội chúng của mình càng ngày càng có cái sự gắn bó với nhau, càng ngày càng có cái sự mà thương tưởng với nhau. Thành ra quý vị thấy rằng đối với một người mà xuất gia mà tu học đó, đối với vị học trò cũng có những cái phận sự với người thầy,
đối với cái người thầy á, cũng có những cái phận sự đối với cái học trò, để chi vậy quý vị, để có cái sự mà gắn kết, để có cái sự mà thương tưởng đến nhau. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong những cái bài kinh khác á, khi mà cái vị tỳ khu Thích Xá đó, mà bị ghẻ lỡ thui thay đó, mà không ai chăm sóc đó, thì Đức Phật dạy sao? Các vị xuất gia không cha không mẹ, không thân bằng quyến thuộc, vân vân, sống chung với một cái ngôi chùa với nhau, thành ra phải có cái sự thương tưởng, có cái sự chăm sóc nhau. Thì quý vị thấy rằng sao mà chăm sóc được? Bình thường mình sống mình phải có cái sự mà lợi hòa đồng chia, cộng hưởng lợi lộc, vân vân. Thành ra nhờ như vậy đó mà cái hội chúng có cái sự mà gắn kết với nhau lâu dài. Rồi cái điều thứ năm cũng là một cái điều quan trọng, là đối với các vị phải giớ hòa đồng trụ, có nghĩa là mình sống chung với một cái hội chúng, người ta có giớ mình cũng phải có giớ, thì mới đồng trụ với nhau được. Chứ quý vị thấy rằng đối với khi mà người ta có giữ giới mà mình không giữ giới thì không thể nào mà mình đồng trụ với những người đó được. Đó. Rồi cái thứ sáu có nghĩa là phải có cái tri kiến, phải có cái tri kiến của Sa môn. Tri kiến Sa môn á, quý vị thấy rằng kiến hòa đồng giải, kiến hòa đồng giải. Có nghĩa là mình thấy thường thường do mình có cái tri kiến, có cái sự hiểu biết á, thì mình mới thực hiện được những cái điều này điều kia. Thành ra đó, ở trong cái phần này đó, quý vị thấy rằng khi mà nói về những cái điều này rồi thì Đức Phật mới dạy tiếp ở trong sáu cái pháp này. Cái pháp thứ sáu là cái gì mối, cái pháp thứ sáu là cái pháp gì mối. Vì cái pháp gì mối là tại sao? Tại vì nhờ có tri kiến, nhờ chúng ta sống mà chúng ta có cái sự hiểu biết á, chúng ta có cái tri kiến đàng hoàng, chúng ta có cái sự hiểu biết đúng đắn á, thì chúng ta mới có thân nghiệp từ. Tại vì nếu mà mình hiểu biết đúng đắn rồi thì làm sao mà mình có những cái thân nghiệp bất thiện. Mình có cái tri kiến mà mình hiểu biết đúng đắn rồi á, làm sao mà mình có những cái lời nói độc ác, quý vị. Đó. Rồi hãy mà mình có cái tri kiến đúng đắn rồi, làm sao mà mình có những cái ý ác, hoặc là sân ác, hoặc là tà kiến ác. Thành ra quý vị thấy rằng đối với sáu cái pháp này thì cái tri kiến là cao quý nhất. Cái tri kiến là cao quý nhất. Chúng tôi nhớ còn có những vị dạy chúng tôi, đối với một người mà tri kiến, dù họ làm như thế nào, dù họ là người như thế nào, nhưng mà họ có được cái tri kiến đúng đắn thì mình cũng hoan hỷ, mình theo mình học hỏi. Dù cho cái người đó là cái người mà người ta không có giới đi, người ta không có giới, người ta không có giới mà người ta có cái tri kiến, người ta dạy mình được, người ta dạy mình được pháp này như thế này, pháp kia như thế này, đó, hoặc là nên làm cái này, nên làm cái kia, thì mình cũng hoan hỷ để mà mình theo học cái tri kiến đó. Còn đối với người á mà có giới á mà không có tri kiến á, thì mình cũng nhìn người đó vậy thôi, nhìn vậy thôi chứ mình đâu có học được gì, quý vị. Đó, bây giờ quý vị thấy rằng có những người đó quý vị đi đến quý vị thấy vậy thôi, chứ mình cũng không học được gì. Thành ra đó, chúng tôi nhớ có những vị người ta dạy, người ta nói rằng là nếu mà cái người đó thật sự người ta có cái tri kiến, thí dụ như tri kiến ở trong cái bài kinh đó như vậy, tu thiền định là như thế nào, tu thiền quán là như thế nào, hoặc là như thế nào là tâm bị hôn trầm, như thế nào là tâm bị hoài nghi, vân vân. Nếu mà người ta có tri kiến đó, người ta dạy mình, thì mình nên cố gắng để mà mình học. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cái tri kiến á, cái chi pháp thứ sáu này nè, cái điều thứ sáu này rất là quan trọng. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng cái tri kiến này á, nó thuộc về cái giềng mối. Cái gì nói để cho chúng ta thực hiện được năm cái pháp kia. Thì ở đây kế tiếp quý vị thấy rằng là tại sao mà có cái tri kiến mà thực hiện được năm cái pháp kia, quý vị. Cái tri kiến đó quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta có cái lời nói dối, hoặc là lời nói độc ác, hoặc là tại sao chúng ta có những cái hành động thô tháo, tại sao vậy? Tại vì tâm của chúng ta bị những cái truyền phước,
à, tâm của chúng ta bị những cái chuyện phước. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, tại sao mà cái người đó người ta nói lời độc ác, à, tại sao người ta nói lời độc ác? Có khi người ta tham quá, à, người ta tham quá người ta cũng nói lời độc ác. Có khi người ta sân quá người ta cũng nói lời độc ác. Có khi người ta buồn ngủ quá, hôn trầm thị miên đó, à, giả dụi buồn ngủ đó, người ta cũng nói lời độc ác. Quý vị có thấy cái chuyện đó không? Đó, thử mà quý vị đang ngủ ngon coi, à, mới thiêu thiêu ngủ coi, ai mà điện thoại vô mà quý vị những cái người đó, hoặc là ai lại gõ cửa mình đi, đó thì lúc đó là mình sẽ trả lời bằng cái lời mà nó thô thiển hoặc là cộc cằn. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng tại sao mà mình có những cái thân nghiệp mà bất thiện, hoặc là cái lời nói mà cộc cằn, hoặc là cái lời nói độc ác. Nói chung là không có thân nghiệp từ, không có khẩu nghiệp từ, không có ý nghiệp từ được đó, à, hoặc là không có cái lợi lộc mà đồng chia đồ này kia. Là tại sao? Là tại vì do cái tâm của chúng ta, à, cái tâm của chúng ta có khi chúng ta bị tham nó chi phối, bị sân chi phối, à, bị si chi phối, rồi à, bị cái hoài nghi, à, nó chi phối, à, hoặc là bị hôn trầm chi phối, hoặc là bị những cái pháp thế gian, à, những cái pháp thế gian nó ràng buộc, nó chi phối, sợ mất danh mất lợi, sợ cái này cái kia, đủ thứ chuyện hết. Thành ra đó, à, chúng ta, tâm của chúng ta bị những cái chướng ngại này, à, những cái chướng ngại này, thành ra chúng ta mới có những cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, à, hoặc là à, tham lam quá độ, không có chia sẻ cái gì với ai hết đó, hoặc là à, không có à, giữ giới được, là do chúng ta bị những cái triền phược này, hoặc là những cái triền cái này à, nó ràng buộc. Thành ra từ đó đó, à, chúng ta mới à, dẫn đến à, binh khí miệng lưỡi, à, vân vân, à, đủ thứ chuyện, à, nói chung là những cái bất thiện pháp à, nó sanh khởi đó. Thành ra cái vị mà có cái tri kiến, à, có cái sự hiểu biết đúng đắn á, thì cái vị đó sẽ à, đi đến à, một cái nơi nó yên tịnh, à, một cái ngôi nhà trống, hoặc là dưới một cái cội cây, để cái vị đó ngồi quán xét à, tâm của mình bây giờ, tâm của mình à, lúc này có sân không, tâm của mình lúc này có tham không, có bị hôn trầm thị miên không, vân vân. Đó, thì cái vị đó nếu mà thấy à, cái tâm của mình, à, cái tâm của mình mà có những cái truyền cái truyền phược này đó, thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh á, à, tứ niệm xứ á, là dạy sao, là đó chúng ta phải tu tập, à, chúng ta phải tu tập à, những cái đề mục à, thiền định, à, những cái đề mục thiền định để chi, để áp chế à, những cái truyền cái này, à, rồi chúng ta tu tập à, về thiền quán để chi, để chúng ta bứng gốc à, những cái truyền cái này đó. Thì cái khi mà cái vị đó gột rửa cái tâm à, bằng cái cách là như vậy đó, rồi cái vị đó khi mà quán xét à, như vậy á, là cái tri kiến à, cái trí thứ nhất, rồi cái trí thứ hai á, là cái sự mà tịnh chỉ à, nội tâm à, tịnh chỉ nội tâm có nghĩa là quý vị thấy rằng cái vị này sẽ tu tập à, cái tri kiến này à, nó nhiều lần à, bây giờ khi mà mình tu tập à, lúc đó mình thấy à, đối với cái tâm của mình à, bây giờ là do những cái chi thiền à, nó đã đè nén được à, những cái triền cái rồi à, có nghĩa là mình giống như là cái trí phản kháng đó quý vị à, mình sẽ thấy rằng là trong nội tâm của mình à, trong nội tâm của mình bây giờ không có bị à, những cái triền phược à, những cái triền cái à, nó đè nén à, hoặc là nó chế ngự ở trong tâm của mình. À, cái sự tịnh chỉ à, nội tâm đó, rồi cái tri kiến á, mà sẽ quán sát về cái đặc tính mà à, thù diệu của giáo pháp à, là như thế nào quý vị, có nghĩa là quý vị thấy rằng là ở ngoài cái giáo pháp này à, ngoài cái giáo pháp này thì không có cái giáo pháp nào mà dạy cho chúng ta mà chứng ngộ được à, hoặc là đoạn trừ được những cái phiền não đó. Quý vị thấy rằng à, ở cái dấu chân chim á, à, nó không có để lại à, cái con chim á, nó không có để dấu chân lại ở trong cái không gian đó. Rồi ở ngoài ánh đạo à, ngoài cái giáo pháp này thì không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn
À, hãy mà ngoài cái bát chánh đạo này thì không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Có nghĩa là ngoài cái giáo pháp này thì không có bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đó, chúng ta phải quán xét về lại mà cái đặc tính mà thù diệu mà của cái giáo pháp này. Đó, rồi chúng ta phải có cái sự mà quán xét về cái bản chất tự nhiên của một cái người mà tu tập. Thì chúng tôi đọc ở trong cái đoạn này đó, mà chúng tôi thấy rằng những cái vị mà có những cái sự thành thật mà phát lộ về cái lỗi lầm của mình đó, thì chúng nhìn cái đoạn này là giống như là một cái vị thánh Tu Đà Quần vậy quý vị. Giống như một cái vị thánh Tu Đà Quần á. Kinh cha bí su cam măng cá rô tí ba bát căn ca dê ná qua cha dưới đất chê tát sa qua áp pháp bồ sô tát sa bát tí cha đa giá áp pháp bát ta. Có nghĩa là một cái bậc thánh Tu Đà Quần á, dù vô tâm phạm lỗi hay bằng thân lời hay ý, cũng không hề che giấu. Thành ra đó, khi mà đối với một cái vị mà chúng tôi nghĩ rằng là có những cái tri kiến này là coi như là giống như là một cái vị thánh Tu Đà Quần rồi. Một cái vị thánh Tu Đà Quần á, quý vị thấy rằng là đối với thân khẩu ý, dù vô ý vô tâm gì đó phạm lỗi, nhưng mà các vị này không có khi nào mà che giấu. Thành ra đó, ở trong đây nói về một người mà có cái tri kiến như vậy á, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc cũng gần đến Tu Đà Quần, bậc Tu Đà Quần hoặc là gần đến Tu Đà Quần. Thành ra cái vị này sẽ có cái sự mà thấy cái tội lỗi á, giống như là cái người mà người ta chạm vào cái vật nóng gì đó, lật đật người ta sẽ rút lại liền, lật đật người ta sẽ rút tay rút chân lại liền, không có để chạm vào cái vật nóng đó. Rồi cái tri kiến á, mà quán xét về cái tính chất tự nhiên của một người mà có tu tập là luôn luôn hỗ trợ những cái bạn đồng phạm hạnh. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta đời sống chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy rằng là khi nào mà chúng ta cảm thấy cái bạn đồng phạm hạnh hoặc là đồng tu với mình người ta cần giúp cái gì, người ta cần giúp cái gì, thì mình sẽ cố gắng mình giúp cái đó. Nhất là để mà phát triển về giới học, phát triển về tăng thượng tâm hoặc là tăng thượng tuệ. Có nghĩa là nói về cái đời sống mà để mà phát triển về những cái pháp mà Đức Phật đã dạy đó, thì chúng ta phải có cái sự hỗ trợ. Chúng tôi nói đến những cái điều này thì chúng tôi rất là nhớ ơn, tri ơn đến những cái bậc thầy, những cái bậc thầy giáo thọ mà chúng tôi đã từng học qua. Quý vị biết rằng có nhiều khi đó, đối với các ngài, các vị đó, quý vị có biết rằng có nhiều lúc đó, các ngài cái tuổi hoặc là cái sức khỏe rất là yếu, nhưng mà khi mà hỏi đến những cái chi pháp đó, thì các vị sẽ khỏe lại. Quý vị, các vị sẽ khỏe lại. Quý vị thấy rằng có những cái vị mà nhất là những cái vị mà quý vị biết học về phi diệu pháp đó, quý vị mà những cái vị đó mà đang buồn ngủ đi, quý vị mà hỏi về phi diệu pháp đi, là coi như là những cái vị đó người ta sẽ tỉnh ngủ liền đó. Đó thì thật sự ra đó, đối với một người mà một cái vị hoặc là một cái người mà có cái tri kiến ấy, là thật sự rằng là đối với tăng chúng, đối với các vị mà bạn đồng phạm hạnh thì cần trợ giúp để mà làm tăng trưởng giới định tuệ, thì các vị sẽ cũng như là có cái sự nỗ lực, có cái sự nỗ lực để mà giúp liền đó. Rồi quý vị thấy rằng cái tri kiến mà quán sát nội hàm, nghe hiểu, có nghĩa là ở đây là quý vị thấy rằng cái tri kiến này là cái sức mạnh, một cái sức mạnh khi mà chúng ta nghe cái gì đó, tâm trí của chúng ta chăm chú vô, chúng ta chăm chú vô, mà quý vị thấy rằng ở trong đây Đức Phật nói là sau khi chú tâm chú ý chuyên chú toàn tâm trí, vị này lắng tai nghe pháp, lắng tai nghe pháp. Quý vị thấy có nhiều người chúng tôi thấy
Thật sự ra đó, quý vị biết không? Có nhiều khi á, mình giảng á, mà mình nhìn xuống cái hội chúng á, có những người ta ngồi người ta nghe pháp á, mà người ta còn rung đùi nữa quý vị. Ngài cái chân người ta còn nhịp nhịp nữa. Chúng tôi nói thật sự ra đó, thật sự ra đó, có nhiều khi người ta nói rằng á, là thì thờ nay phàm tăng thiết không à, còn khi nào mà mình gặp Đức Phật rồi đó thì mình sẽ giữ ngồi kiềm giữ cái quay nghi. Cái điều này á, thật ra đó là không phải vậy quý vị. Quý vị biết rằng ở trong những cái đời sống này đó, mình phải có cái sự mà tu tập, mình kìm thân của mình, kìm cái tâm của mình, thì đây là nó sẽ là những cái hạt giống, đây nó sẽ làm cho mình có những cái hạt giống này đời sau, đời tới, đời nào đi nữa, khi mà mình có cơ hội mình gặp được các bậc thánh, thì lúc đó mình mới kìm tâm được. Chứ không thôi quý vị thấy rằng giống như Pháp Cú Kinh mà có những cái vị mà ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp mà ngó lên trời, rồi tay thì cứ khiều khiều ở dưới đất đồ này kia, chân thì cứ rung rung, là do cái đâu quý vị, do cái thượng cận y duyên, thượng cận y duyên của những cái chúng sanh đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái người mà có cái tri kiến là sẽ chú tâm nghe, nghe những gì nghe về chánh pháp, để chi? Cho cái tâm của mình vững chắc, để mà mình hiểu được, mình thành tựu được cái sức mạnh này đó. Rồi cái tri kiến mà quán sát về cái giáo pháp qua nghĩa tính thọ và pháp tính thọ, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những vị là thí dụ như là người ta có những vị tuy rằng còn lúc đó họ còn phàm, nhưng mà họ sẽ nương theo cái trí tuệ, nương theo cái trí tuệ để mà tu tập, để mà trở thành một cái bậc thánh dự lưu. Hoặc là có những vị tuy rằng là lúc nghe pháp còn là phàm nhân, nhưng mà do nương theo cái đức tin để cái vị đó tu tiến để mà trở thành một cái bậc dự lưu, thì những cái vị đó như vậy gọi là có cái tri kiến. Thì quý vị thấy rằng là đối với bảy cái tri kiến này đó, do mình thành tựu bảy cái tri kiến này để mà mình hiểu biết một cái sự mà những cái điều mà làm cho chúng ta có những cái tri kiến này, đối với bảy cái sự hiểu biết này sẽ là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy đúng nghĩa một người mà tu tập mà có đủ bảy cái tri kiến này. Thì ở trong bài kinh này Đức Phật nói là đã nhập vào cái dòng thánh nhất đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài học này đó, tại sao mà chúng ta thấy rằng là mình còn bị những cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện vân vân, do chúng ta không có những cái tri kiến này, không có những cái tri kiến này. Nếu mà chúng ta muốn có thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ vân vân, thì chúng ta phải là một cái người mà có cái tri kiến. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong bài kinh này đó, cái điểm nhấn ở đây á, thì nói rằng là trong sáu cái pháp lục hòa, trong sáu cái pháp từ ái, thì coi như là cái pháp thứ sáu là cái pháp quan trọng. Nhờ cái pháp thứ sáu này á, mà chúng ta sẽ thực hiện được những cái điều kia. Cũng như hồi nãy chúng tôi đã nói, nếu mà mình có một cái sự hiểu biết đúng đắn thì mình không có những cái lời nói thô ác. Nếu mà mình đã mà có cái tri kiến rồi thì mình không có cái thân nghiệp bất thiện. Quý vị thấy thường thường là do chúng ta mà có tri kiến đúng đắn, hoặc là chúng ta hiểu nhân hiểu quả đồ này kia đó, thì chúng ta cũng không có chửi gì ai, cũng có nói nặng gì ai đó. Thành ra ở trong bài kinh này thì nói về sáu cái pháp mà khả niệm, hoặc là sáu cái pháp mà gọi là thương tưởng, hoặc là sáu cái pháp lục hòa, thì đối với cái tri kiến là cái điều mà quan trọng nhất. Và từ cái tri kiến này thì chúng sẽ thành tựu được những cái pháp mà được dạy ở trong cái bài học này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay con trình bày ở đây, thì nếu mà có lố giờ thì con xin chư tăng hoan hỷ bỏ qua cho con xin được kết thúc cái bài học này. Xin thành kính dâng cái phước này đến chư tôn đức tăng và chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ.
Và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên cùng chúng sanh ba trong ba giới cũng loài quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thủ cái kinh Đức Phật Tính mà thường đọc từ siêu thường đọc có thường đọc có nghe được không? Nếu thường đọc từ siêu nghe xin thường đọc hoan hỷ trả lời cho cô thọ lực số 1. Bất kỳ thật sự có một vài điểm ở trong bài học này. Thứ nhất, thượng tọa Khoan Hỷ giải thích cái chữ chữ pháp tánh, dài chữ pháp tánh mà chúng ta nghe rất nhiều. Đôi khi ở trong các bài kinh, như ở trong bài kinh này, pháp tánh mà một vị chứng tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu, thì chữ pháp tánh đó thông qua thay giá được hiểu là gì? Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Cái chữ pháp tánh, chữ thamata, chữ thamata giá là chia cách rồi, còn cái đi thamata mà trong chữ Hán, kinh Hán Tạng dịch là pháp nhĩ, thì cái chữ thamata có nghĩa là sự tự nhiên hay là cái điều tất nhiên. Hoặc là lẽ thường. Thì ở đây đó, chúng ta thường nghe cái trường hợp, thí dụ như nói lẽ thường Phật mẫu sanh Bồ Tát cái chót đó, thì khi biết mình có cấn thai thì cái người phụ nữ được hoàng hậu, như hoàng hậu Mahavaya chẳng hạn, thì bắt đầu từ đó, từ cái ngày đó, từ khi biết được trong bụng mình có mang, thì tự nhiên là bà sẽ không có cái sự mong muốn ái nhiễm, dục nhiễm và gần gũi với chồng nữa. Cái đó là thamata, là tự nhiên, sự tự nhiên. Cái đó là một cái việc tự nhiên. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chữ thamata đó, nếu mà chúng ta dịch là pháp tánh đó, thì nghe đúng chữ nhưng mà nó lại khó hiểu nghĩa. Do đó cho nên chúng ta xài chữ thamata là tự nhiên hay là lẽ đương nhiên, lẽ tự nhiên. Ở trong cái ngôn ngữ, như cái ngôn ngữ Thái hoặc ngôn ngữ Khmer, cái ngôn ngữ thường dụng của họ, họ cũng xài cái chữ thamata, tức là thamata mà đó. Thamata tức là tự nhiên. Thí dụ như gặp các vị mình mời mấy vị đó ăn, mấy vị đó ngồi, mấy vị khách tăng á, ngồi có vẻ như là hơi do dự,
thì mình sẽ nói với mấy vị mà nói thamada, tức là mấy vị biết là mình kêu mấy vị cứ tự nhiên đi, cứ tự nhiên đi. Cho nên chữ thamata là dịch là tự nhiên, đương nhiên. Thì nó gần với cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình và dễ hiểu đối với quý vị, lẽ tự nhiên. Chúng ta thêm cái chữ lẽ tự nhiên, bởi vì cái chữ ta, tiếp từ ngữ ta ở đây có nghĩa là cái tình trạng. Tiếp từ ngữ ta là một tình trạng. Khi mà nói đến cái muốn ghép vào một từ nào đó thì nó có cái tình, nó có nghĩa là tình trạng hay là trạng thái gì đó. Lẽ tự nhiên thamata, thì cái chữ này có ý nghĩa như vậy. Cho nên chúng tôi xin chia sẻ với quý vị để trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trân Thưa Tòa Thầy Sư. Thưa Tòa Thầy Sư, đây là một bài kinh rất là hiếm hoi. Chúng ta tìm thấy ở trong Tam Tạng, khi mà đề cập đến lục hòa đó, thì Đức Phật đề cập đến kiến hòa là quan trọng nhất. Thì chúng ta có thể giải thích thêm là phải chăng để có được cái sự tương thuận, để có được cái đời sống hài hòa, hòa khí, thì sự hiểu biết được xem là quan trọng nhất, có phải đúng như vậy không? Kính thỉnh Thượng Tọa Quan Nghị trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Thượng Tăng, kính thưa quý vị. Trước hết là chúng ta cần phải hiểu rằng là chữ kiến đích thị ở đây đó đích thị samanyatato là cái sự thành tựu tri kiến. Thì tri kiến đây phải là cái sự hiểu biết một cách đúng pháp mới có sự hòa hợp, mới có sự hòa thuận nhau được. Chúng ta nói một cách cho dễ, cho gần, thì chúng ta nói đó là cái, một các vị đều phải có thành tựu chánh tri kiến, hiểu kinh điển cho nó đúng như nhau, đúng theo lời của Đức Thế Tôn đã dạy. Nhờ hiểu đúng như vậy đó, cho nên sống chung mới không có cái sự gây gỗ, bất hòa. Nhưng mà cái này nó cũng có tương đối thôi, thưa quý vị. Bởi vì nếu như mà hiểu một cách đúng đắn, đúng pháp á, nó còn bị vướng mắc ở chỗ là có nhiều vị hiểu đúng nhưng mà còn cái sự kiến chấp bỉ thử hay là khen mình chê người của kẻ phàm phu chẳng hạn, thì như vậy mỗi vị đều có tri kiến đúng nhưng mà các vị cố gắng kiềm chế bản thân mình thì mới có sự hòa hợp. Còn ở đây, bài kinh này đặc biệt, đây cũng là một bài kinh rất hiếm hoi nói về sáu cái pháp hòa kính, mà trong đó rất hiếm trường hợp mà Đức Phật Ngài giải về
cái trường hợp thành tựu tri kiến bậc thánh. Thì ở đây trong bảy cái tri kiến bậc thánh mà Đức Phật đã trình bày thì chúng ta thấy rõ ràng là Ngài nói ở ý nghĩa là tuyệt đối. Ý nghĩa tuyệt đối, ý nghĩa tuyệt đối như thế nào? Tức là khi mà chư tăng sống chung với nhau đó, thì các vị thành tựu về tri kiến thấp nhất cũng là bậc tu đồ quần trở lên. Bậc tu đồ quần thấp nhất cũng là bậc tu đồ quần. Thì ở đây thưa quý vị, cái câu kết mà Đức Phật Ngài trả lời đó, cho các vị tỳ kheo: như vậy này các tỳ kheo, pháp tánh được khéo ăn trú đối với vị thánh đệ tử đã thành tựu bảy chi này để chứng được quả dự lưu. Như vậy này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này tức là đã thành tựu dự lưu quả, tức là quả tu đà quần. Thì chúng ta thấy rằng là một cái hội chúng mà thật sự hòa hợp với nhau, tương kính lẫn nhau, thì cái hội chúng đó các thành viên ngoài cái thành tựu, ngoài cái trú thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, lợi lộc đồng chia, có giới tốt đẹp và phải thành tựu tri kiến của bậc thánh, tức là tu đồ quần, thì như vậy thì xem như cái hội chúng đó là hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn phàm phu chúng ta đó, cho dù rằng chúng ta có cái tri kiến tương đối là đúng đắn, tương đối là chính xác theo kinh điển, nhưng mà vì mỗi một người còn một cái tiền thiên tật và cái cá tánh của phàm phu đó, thì chúng ta vẫn còn có một vài cái điểm hơi cố chấp. Vì vậy khi mà chúng ta sống chung với nhau, thành tựu tri kiến tốt đẹp đó, thì đó nó chỉ là một phần nào đem lại cái sự hòa hợp với nhau thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Còn trong ở trong bài kinh này, khi mà Đức Phật Ngài giải về cái sự thành tựu tri kiến để có cái sự hòa hợp với nhau đó, thì ở đây chúng ta nên biết rằng thành tựu tri kiến của bậc thánh, tức là tri kiến đắc quả tu đà quần, quả vị tu đà quần, thì mới xem như là tuyệt đối, không có cái sự tranh chấp gây gổ với nhau. Và tất nhiên trở lại vấn đề là để sống hòa thuận thì cái sự hiểu biết về pháp, về luật là một điều rất là quan trọng. Ở đây khi mà chúng ta đã hiểu rõ được cái nghĩa tận cùng của, nghĩa cao tồn của cái chi pháp thứ sáu trong cái pháp luật hòa là thành tựu tri kiến, như vậy rồi thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là sống chung với nhau mà cái tri kiến nó đồng đẳng với nhau, hiểu biết ngang nhau, hiểu biết đúng đắn, thì như vậy sẽ đưa đến cái sự hòa hợp. Ở trong một cái tập thể, trong một gia đình, người vợ, người chồng mà tri kiến, mỗi người có một cái tư kiến, nghĩa là có cái sự dị biệt về tri kiến, về tư tưởng, như là tư khác
biệt nhau về tư tưởng tôn giáo, hay là khác biệt nhau về tư tưởng chính trị chẳng hạn, thì như vậy cũng dễ mít lộng nhau lắm thưa quý vị. Anh em ruột với nhau cũng vậy, mỗi một người một chí hướng thì nó lại có cái sự xích mích với nhau. Cho nên ở đây nha, chúng ta cần phải biết rằng chúng ta tu tập ở trong giáo pháp thì cái hội chúng này là hội chúng đệ tử của Đức Phật xuất gia và tại gia. Thì cái điều mà quan trọng nhất để chúng ta có thể thân thiện với nhau, gần gần nhau mà không có cái sự tranh cãi xích mích hay là đố kỵ nhau, là do mỗi người đều có cái tri kiến, hiểu biết và tin về lý nhân quả, hiểu biết và tin về Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hay là hiểu biết và tin về cái sự luân hồi là khổ, đạo quả Niết Bàn là lạc, vân vân. Hiểu biết những điều đó đó, nó cũng sẽ giúp cho cái hội chúng ta được có cái sự hòa hợp với nhau. Chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú, và thưa tôi, thầy xin thỉnh thưa tôi có thể trả lời cho câu thảo luận sau cùng, rồi thưa tôi đi nghỉ. Phần còn lại chư tăng sẽ phụ trách. Bây giờ tôi xíu, thường thường chúng ta nghe nói đó sáu pháp lục hòa, nhưng mà ở đây lại có cái chuyện gọi là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Thì tòa quan hệ giải thích tại sao những pháp này gọi là sáu pháp phải tâm niệm hay sáu pháp cần phải ghi nhớ. Xin kính thỉnh chuyên Phật. Nam mô Bổn Thầy. Ở đây vì do bản dịch cái chữ Saraniya, chữ Saraniya gọi là khả niệm, tất nhiên khả niệm thì dịch Việt thuần Việt đó, vậy là pháp cần ghi nhớ, nhưng mà không phải là cần ghi nhớ đâu quý vị. Chữ sarati, động từ sarati, hay là nói sarati tức là nhớ, nhớ tưởng là nhớ tưởng. Saraniya tức là những pháp mà đáng được nhớ tưởng, đáng được nhớ tưởng với nhau, nhớ tưởng nhau. Thí dụ như bây giờ thế này, vị tỳ kheo A thực hành, vị đó có sáu cái pháp này, sống với cái hội chúng, hội chúng cũng an trú với sáu pháp này, do đó cho nên khi mà mãn an cư với hạ rồi, các vị tỳ kheo mỗi người đi một ngã du phương ở nơi khác, nhưng mà trong thâm tâm của các vị đều nhớ tưởng đến những người bạn đồng phạm hạnh đã an cư kiết hạ với mình vừa qua. Những vị đó là những bạn đồng phạm hạnh tốt, là những bạn đồng phạm hạnh đáng được thân cận, đáng được tán thán, thật lợi ích thay cho ta được sống gần những người bạn đồng phạm hạnh như vậy, thật an lạc cho ta khi mà chung sống với những bạn đồng phạm hạnh như vậy. Nghĩa là luôn luôn lúc nào các bạn đồng phạm hạnh
cũng nhớ tưởng về nhau như thế, cho nên cái pháp này mới gọi là Sarniya, gọi là Sarniya. Chứ còn nếu như mà chúng ta sống chung với nhau, năm ba vị tỳ kheo sống chung với nhau, ở nhập hại chung nhau trong một mùa mưa, mà trong đó mỗi vị có tâm tánh nghĩa là hay khô mâu quạ quọ, nói năng bừa bãi, hay là hay làm phiền người khác vì cái hành động, vì cái lời nói, hoặc là có những cái tư tưởng ác ý với nhau, thì như vậy đến chừng mà hết cái thời gian an cư kiết hạ, các vị giải tán đi ở nơi khác, thì sẽ sớm nhau quên, sẽ sớm quên nhau thôi, chứ không còn nhớ. Và nếu mà có nhớ chăng đi nữa thì vị đó cũng sợ rằng là mong cho ta đừng bao giờ gặp lại vị đó nữa. Người ta sợ như vậy. Còn trong khi sống chung với nhau ở một trú xứ, một ngôi chùa, mà các vị đều an trú trong sáu cái pháp Sarniya này, thì khi mà các vị đi ở tứ hướng, nhưng mà mỗi khi nhắc đến, các vị đó lại nhớ về nhau một cách quan hỷ, nhớ về nhau một cách quan hỷ. Cho nên cái pháp này được gọi là pháp khả niệm Sarniya, Thamma Sarniya. Ý nghĩa đó là như vậy, thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của quý vị, câu hỏi số 4 như thế. Sa thú kính thưa Thượng tọa Thầy Siêu, xin trình Thượng tọa đi nghỉ. Trường tọa Pháp Đăng ơi, trường tọa có mặt ở trước máy hay không? Nếu Thượng tọa đang ở trước máy, xin Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thì Pháp Đăng, khi mà chúng ta nói đến đoàn kết, chúng ta nói đến hòa thuận, thì chúng ta hay đòi hỏi những người chung quanh mình, mỗi người phải thế này, mỗi người phải thế kia. Nhưng mà phải chăng là trong bài pháp này Đức Phật dạy rõ ràng là khi mà nói đến đoàn kết, mình phải bắt đầu từ bản thân của mình. Mình có được thân từ hòa, khẩu từ hòa, ý từ hòa. Có phải là cái việc mà đoàn kết bắt đầu từ bản thân mình có đúng như vậy không? Cái thỉnh sự tổ hợp đó. Dạ. Dạ, con Pháp Đăng kính đánh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ Thượng tọa Thầy Siêu và Giác Đẳng. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bảy cô thượng nữ, kính chào Phật tử. Nếu mà nói cho nó đúng theo hoàn toàn cái chi pháp đó, thì rõ ràng cái tâm thiện nó sẽ không làm chệch. Khi mình nói với cái thân nghiệp từ, mình làm với cái thân nghiệp từ hay mình nói với thân nghiệp từ á, chính là cái tâm thiện thì nó là không lỗi lầm, nó là khôn khéo, nó là khôn ngoan, nó là sáng suốt, nó là cho quả vui. Khi mình nói như vậy thì rõ ràng khi mình sử dụng cái thân nghiệp từ, mình nếu mình nói theo những cái vị mà Kim Bi Lá, Nanh Di Giá với ngày Anuruddha mà sống bỏ cái tâm mình, sống theo cái tâm người đó, là mỗi vị về trước đó thì dọn dẹp rồi múc nước rồi chờ những vị khác về rồi cùng dùng bữa. Khi dùng bữa xong rồi mỗi người tự dọn dẹp sạch cái chỗ, rồi mình vào trong cái liêu thất của mình nghỉ. Thì thật sự các vị sống như vậy, sống bằng cái nói rằng bỏ cái tâm mình mà sống theo cái tâm người. Vì cái tâm người mà nói rằng cái tâm thiện thì nói rõ ràng là như vậy. Vì cái thân nghiệp từ và khẩu nghiệp từ nó cũng chỉ là cái sắc pháp với hai cái sắc biểu tri thôi, thân biểu tri, khẩu biểu tri. Mà nếu bằng cái tâm thiện thì rõ ràng là cái tâm thiện là cái tâm khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho quả vui rồi. Cho quả vui là đời này đời sau. Nếu mình nói rằng mình sống mà mình có cái tâm thiện, mình làm bằng cái tâm thiện
với mọi người thì con nghĩ rằng nếu mà nói nhân quả thì kiếp sau người ta cũng mong gặp mình. Nên mình sống với cái thân nghiệp từ là cái thân mình làm lợi ích mà không có làm tổn hại. Bởi vì cái thân này sắc sanh trộm cắp tà dâm, nếu mà nói theo người cư sĩ hay là thập thiện ác á, thập thiện nghiệp thì thân này thay vì nó sắc sanh mình làm những cái việc lợi ích, sắc sanh là ta hại vật này kia nọ, rồi bây giờ mình dùng cái thân mình phục vụ chuyện này chuyện kia, cho đến chùa chiền liêu cốc mình quét dọn hay là mình làm cái gì mà chư tăng cần á, mà mình làm được thì con nghĩ rằng đó là thân nghiệp từ. Và cái tâm thiện mà điều khiển cái thân nghiệp từ đó thì rõ ràng là nó là hoàn hảo rồi. Mình nói rằng dù là vị tha tu đồ quần tư đà hàm a na hàm cũng phải giữ sử dụng cái tâm thiện để làm cái việc mà thân nghiệp từ. Nếu mà qua a la hán thì dùng cái tâm duy tác thì không nói rồi. Thì rõ ràng con nghĩ rằng cái thân nghiệp từ hay khẩu nghiệp từ đó, mình nói bằng cái tâm thiện, mình nói bằng cái tâm thiện là cái tâm này có vô tham vô sân và trí tuệ, thì rõ ràng là cái người này đã đến cái mức độ mà Đức Phật ngài nói trong cái đoạn kinh này. Mình tu tập mà thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, rồi mình giữ gìn những cái hạnh nguyện, mình sống chung với những cái giới luật, thì rõ ràng là khi mà tới cái kiến hòa đó thì mình đã trở thành một vị thánh tu đồ quần rồi. Có nghĩ như vậy. Nên khi mình nói rằng mình sống bằng cái khẩu nghiệp từ cũng vậy, mình nói với cái tâm thiện. Cái tâm thiện là cái tâm vô tham, vô sân và vô si. Nếu mình nói bằng cái tâm thiện như vậy đó, thì cái mình vẫn biết rằng cái sắc biểu tri là cái tâm cố định. Cái tâm cố định là cái sắc cố định của tâm. Nên khi mình nói và làm đó, mà nếu mình nói bằng làm đúng theo cái gốc của tâm thiện đó, thì mình nói cũng là mình hành động cũng là thân nghiệp từ với cái thân thiện nghiệp, mà nói cũng bằng cái khẩu thiện nghiệp. Thì mình dùng cái khẩu nghiệp từ nói như vậy, chứ thật sự là nếu mình nói bằng cái gốc đó, thì cái chính là cái tâm thiện. Cái tâm thiện là cái tâm không có bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra cái quả vui. Nói như vậy thì rất là rõ ràng để mình thấy rằng mình sử dụng cái tâm thiện. Vì mình nghĩ một cái người nghĩ nhân quả đi, mình sống mình hy sinh cho mọi người, thì rõ ràng là cái thân của mình làm với cái nghiệp thiện. Rõ ràng mình dù mình có xây dựng chùa chiền, mình có làm tăng xá hay mình có làm cái chuyện thiện nghiệp công đức, mình có để lại cho đời sau, mình cũng nghĩ là mình để lại cho chư tăng thôi. Mình nghĩ như vậy thì rõ ràng mình làm như vậy cũng là thân nghiệp từ, và mình nói năng đúng với cái chánh pháp của Đức Phật cũng là khẩu nghiệp từ. Vì cũng như là bữa hôm nay mà con gặp bữa đi đắp ma của ngài Tỉnh Giác mà gặp là sư trưởng đó, quên gặp Tượng Tổ Bú Chánh đó. Thì Tượng Tổ Bú Chánh có hỏi rất là nhiều lần, hỏi sư trưởng đó, thì sư trưởng vẫn nói là cái chùa của Đức là sư trưởng để là tứ phương tăng. Và thật sự thì con cũng có hỏi sư trưởng, con cũng hỏi sư trưởng lúc sư trưởng còn sống, thì con cũng hỏi sư trưởng cũng nói. Và sư trưởng nói cái câu đó thì cũng làm trong cái tâm con đó. Và bữa hôm trước thì con cũng nghe Tượng Tổ Bú Chánh nói thì con rất là hoan hỷ. Mà bữa đó có Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu nữa, là Tượng Tổ Bú Chánh cũng nói rằng cái thiền viện Phước Sơn đó tôi cũng vẫn để là cho tứ phương tăng. Nhưng mà tiên và những người đệ tử nào mà chưa tăng chọn vẫn là chùa tứ phương tăng. Sau khi Tượng Tổ Bú Chánh chết thì Tượng Tổ vẫn để lại cái chùa đó là chùa tứ phương tăng. Và Tượng Tổ nói rằng chư tăng là được chư tăng bầu lên cũng đi cho những cái vị mà ở trong chùa Phước Sơn có đức hạnh để chư tăng đồng ý bầu lên. Thì con nghĩ con cũng rất là hoan hỷ, và cái trong tâm con thì con cũng có cái ý như vậy, cũng noi theo gương sư trưởng là nếu mà sau này con chết thì con cũng vẫn để chùa từ thiện lại là cái chùa tứ phương tăng, chứ con cũng không nghĩ là con để lại cho một cái người nào. Thì con nghĩ rằng cái lời nói nào mà nó đúng theo pháp đó, nó đều là cái khẩu nghiệp từ hết. Nó cũng là cái khẩu nghiệp từ, vì cái khẩu nghiệp từ là nói với cái không lỗi lầm, nói với khéo khôn ngoan sáng suốt, cho ra quả vui. Nếu mình còn luân hồi ấy, thì mình hành theo đúng pháp thì cũng là cái việc làm nghiệp thiện của mình cao thượng nhất, con nghĩ như vậy. Nên bữa thì con ngồi trong cái bàn ăn mà nghe Tượng Tổ Tuệ Siêu với Tượng Tổ Bú Chánh rồi nói, thì hỏi lại cái quá trình Tượng Tổ Bú Chánh nói lại cái lúc mà gần sư trưởng nhiều lần về sau này đó, thì sư trưởng đều khẳng định như vậy. Và Tượng Tổ Bú Chánh cũng nói
một câu mà con thấy cũng độ hoan hỷ là mình giao cho chư tăng thì cái tâm mình thanh thản. Chư tăng những người nào có giới đức thì ở, còn không giới đức thì trước sau gì họ cũng phải đi thôi, chứ không thể nào mà cái người không có giới đức mà ở chùa Tứ Vân Tăng được. Thì con nghe câu đó con cũng suy nghĩ và con cũng rất là hoan hỷ. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con nghĩ rằng một cái lời nói mà hòa thuận hay là đoàn kết đó, thì từ bản thân mình đúng. Tại vì từ cái tâm thiện của mình nói hay mình làm nó bằng cái tâm thiện của mình, mà cái thiện là nó có vô tham vô sân mà trí tuệ, thì rõ ràng là nó sẽ cho ra cái quả vui. Và lời nói này nếu mà chư thiên biết được cái tâm của mình, họ cũng biết được cái tâm mình tâm thiện. Nên thường thường con cũng hay nghĩ rằng mình nói hay làm gì đó, mình nghĩ có chư thiên biết được cái bản thân của mình đó, thì mình cũng sẽ có cái sự sửa đổi. Mình nghĩ rằng chư thiên biết được cái tâm của mình thì mình sẽ có cái sự sửa đổi trong tâm của mình, vì mình nghĩ rằng chư thiên họ có tha tâm thông, họ biết được tâm của mình. Nếu mình nói mà mình nói một đường mình làm ngã thì chư thiên họ cũng biết được mình thôi, chứ mình cũng có giấu được chư thiên đâu. Thành ra con nghĩ rằng Đức Phật này nói về cái pháp của Đức Phật đó, thì rõ ràng một người mà khi mà họ có cái tâm tốt đó, thì từ cái bản thân của họ là cái thân của họ, là với cái khẩu của họ là có cái tâm tốt rồi, thì cái tâm tốt là cái quả lành rồi, cái quả vui rồi, với cái lời nói khôn khéo khôn ngoan sản xuất rồi, thì làm gì có ai mà trách hờn cái người đó được. Thì trong cái câu hỏi thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Thì nếu có gì thì anh thỉnh thượng tọa nói thêm, và con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thủ cái chuyện thượng tọa pháp đồng, thượng tọa tự quyền nghe thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được chương trình, thượng tọa trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa Đạo Tư Quyền, chúng ta sống ở trong chùa, nhất là sống từ nhỏ tới lớn, bằng cái kinh nghiệm trải qua, thượng tọa khoan hỷ cho biết rằng sự hòa thuận nó quan trọng như thế nào đối với sự tồn tại của tăng chúng và đối với sự tồn tại của giáo pháp. Kính thưa Thượng Đạo Tư Quyền. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Và con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng ta kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, đại đức Từ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, thành chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì đang phải nói theo mọi cái thiết xu, cái thiết thượng. Nếu sống trong chùa mà không có một đoàn kết hòa thượng, chán vô cùng, bệnh nặng nề và nó mệt mỏi khủng khiếp. Mà phải nói rằng ở đây đối với một vị trụ trì cần phải có một cái tỉnh thức cho này. Nếu như mình gây một cái sốc lớn đó, thì nó làm cho nhiều người khác phải đau đớn nhiều, khó khăn nhiều. Cho nên đây nói đến vị trụ trì phải giữ một cái hòa khí cho nó tốt đẹp, mà không có phân phe phân phái, phải có đức tính. Chúng ta cần như một vị trụ trì biết hy sinh đó, thì tăng chúng nó được yên vui, tăng chúng nó được tốt đẹp. Còn nếu như trụ trì đó mà không có cái tính hy sinh thì nó rất là khó khăn, hay chi tiết quá, hay là không giữ một cái mối hòa khí, một cái sự tôn trọng cho tất cả, thì quả thật thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nó bắt nguồn từ chúng ta đang nói trên cuộc sống của ngày hôm nay. Bởi vì tăng chúng thí dụ như nương tựa vị nhỏ, nương tựa các vị lớn, mà ngày hôm nay thì đa phần là dọc ngang đối với vị trụ trì thì phải chịu trách nhiệm liền, phải có đức tính chấp nhận và hy sinh. Thì đức tính chấp nhận hy sinh đó thì kính thưa quý vị, người ta sẽ được hưởng phúc nhiều. Đức tính hy sinh này đó, chứ chúng ta nói phải nói đi thẳng vấn đề. Bởi cái vị trụ trì là một vị lèo chịu trách nhiệm và có thể nói lèo lái cho ngôi chùa đó nó được tốt hay là nó được không tốt là cũng một phần trách nhiệm. Rồi ngoài ra đó, nếu như vị trụ trì đó ở trong chúng có một cái sự sức mẻ, có một sự bất hòa, thì chúng ta mới đứng ra, chúng ta mới can gián được.
thì phải nói rằng từ nhỏ, từ bé tới lớn, con thấy rằng nếu như con ở chùa nào đó, lúc con còn nhỏ, đó, ở chùa nào đó mà được cái vị trụ trì cảm thông, đó, được cái trụ trì mà có sự chăm sóc cái đời sống tinh thần, đời sống tu tập của chư tăng thì nó rất là vui. Còn nếu như mà vị trụ trì cũng như là mình cũng phải nói thật đi, thích người này, thích người kia, hoặc là có cái phương hướng, tức là thiên hướng này, thiên hướng nọ, mà nhiều khi đối với chư tăng thì người ta cũng thánh lý, ở đây nhiều khi người ta không thích cái vấn đề nghiêng về niềm tin, mà người ta thích về trí tuệ, hay người ta không thích về người ta muốn ta chuyên tu, rồi người ta muốn người ta đi học, người ta muốn ta tìm hiểu học. Mà mình là vị trụ trì, nếu như mà mình chuyên đi pháp học á, thì người ta đi pháp hành thì cũng không có cấm cản, mà mình chuyên pháp hành thì người ta thích cái pháp học thì cũng đừng có cấm cản hay đừng có la hầy, mà tất cả làm sao pháp học pháp hành gì đó, hay hoặc là làm sao phụng sự là tốt. Thì như vậy nó đến chính là thượng tọa, con nghĩ rằng là nó sẽ được yên hơn. Chứ còn mà nó là sự tồn tại của tăng già, nó lên một cái sự đoàn kết của tăng chúng. Mà cái sự đoàn kết của tăng chúng ngày hôm nay, chúng ta có thể nói xác định đó là những đại biểu. Và từ những đại biểu đó mà chúng ta biết là chúng ta mới kết nối với những mối liên hệ, cũng như là trong chùa đó, nếu như các vị mà không có cái sự đoàn kết, ít nhất cũng các vị chúng ta tạm gọi như lớn ở trong chùa, mà không có cái đoàn kết thì chắc chắn là chùa làm sao mà có kết được, có tốt được. Hay một cái nhóm đó, các chùa đó, trong hệ phái đó, trong tông môn đó, mà huynh đệ anh em với nhau, các vị trụ trì với nhau không có một cái tình thương mến thương, không có xử sự theo cái pháp luật hòa, thì chắc chắn rằng cái hệ đó, cái phái đó nó sẽ rất yếu, nó sẽ có thể vỡ tan trong một ngày. Dạ. Cũng vậy, cái sự tồn tại của tăng chúng nó không phải là cần là đông, cần là phải nhiều, coi như người giỏi như thế này, nhiều người giỏi như thế kia, không phải cần vậy đâu, mà cần những người có cái tâm hy sinh, có cái tính trang hòa một chút xíu, có cái tính không có bốc đồng một chút, tính không có có lập dị, thì không có cái lập dị và dị kỷ của chính mình, sống vì tha nhân một chút xíu, thì sự tồn tại của tăng chúng hay sự tồn tại của Phật pháp luôn, nó nói chung luôn, thì nó được hiển minh, nó được thành tựu tốt. Đó là sự thật, cho nên rất là quan trọng. Nếu như một ai mà ở trong cái đoàn kết, ở trong cái chỗ nơi nào cũng vậy, hòa khí khi sống trong chùa, mà coi như là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là nhìn nhau không nói chuyện, hoặc là không thể hiện. Cho nên vì vậy rất là quan trọng cho tất cả mọi chúng ta là một vị những người tăng sĩ, là kính bạch thượng tọa, con nghĩ rằng là nếu như không kết nối, hay chúng ta không thể hiện mình là con người đó, phải cho một ý niệm đoàn kết mà theo đúng như kinh văn, một ý niệm đoàn kết, một ý niệm tốt đẹp, thì chắc chắn là sẽ bất lợi cho chính họ, bất lợi cho chính người đó, và cũng bất lợi cho phần đông. Cho nên cái hòa khí rất là quan trọng trong sự tồn tại của tăng chúng, và cũng như là trong sự phát triển của Phật pháp. Và kính đây là cái câu trả lời của con là vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sao thú kính thượng tọa tự nguyện. Bạch sư tổ tân, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tân nghe được, xin thượng tọa quan hỷ cho biết. Một lần nữa xin khỏi thượng tọa pháp thân, thượng tọa có nghe được không? Có lẽ, dạ. Thượng tọa thân có trường hợp như vậy là mình sống ở trong một nơi mà có những người ác xấu, và sự im lặng của mình đó, thì nó sẽ kể như cái để chuyện đó nó qua, không có đụng chạm, nhưng mà nếu mình lên tiếng thì tạo sự bất hòa. Thì trong trường hợp mà
mình sống ở gần những người mà có những cái điều ác quấy, mình có nên im lặng đi giữ hòa khí không? Cái thỉnh thượng tổ hòa khí cho biết ý kiến trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức trong rừng, kính chào đại chúng trong rừng. Ở đây thì con nghĩ rằng cái đời sống tu hành thì có khi thì chúng ta cũng gặp cái cảnh nó thuận, có khi thì cũng gặp cái cảnh nó nghịch. Xung quanh chúng ta thì thật sự thì ở trong một cái ngôi chùa hay là nơi nào chốn thiền môn thì nó thường là nhỏ những cái sự tĩnh lặng, nó có cái sự hòa hợp, rồi nó có sự đồng chung với nhau về về mặt tri kiến, cho nên là chúng ta cảm thấy nó an vui. Nhưng mà nếu như mà ở trong chỗ chúng ta ở mà có những cái người ác giới hay là có những người có cái tính ác đó, thì theo thôi con nghĩ rằng là riêng bản thân con nghĩ rằng cái chỗ đó, đó là một là mình không cộng trú chung với họ. Còn nếu đã là cộng trú thì con nghĩ rằng nhiều khi là cũng tùy vào cái hoàn cảnh đó, thuộc về cái hoàn cảnh đó, thuộc về của mình, nơi mình ở hoặc trách nhiệm của mình, thì con nghĩ rằng thì cần làm sao để cho nó không còn có những cái người mà xấu ác đó, hoặc là mình không sống chung, hoặc là không thể để cho người ta sống chung với mình. Con nghĩ là như vậy. Bởi vì một người có ác giới hay là có ác kiến thì nếu mà mình sống chung á, bởi vì một khi mà mình sống chung mà mình không có có điều phục người khác, người đó được, hay là không có thể cải chánh cho người đó trở thành người tốt được á, thì thà là tốt hơn là mình không sống chung. Có những khi đó là con nghĩ rằng nhiều khi mình im lặng, mình im lặng trước cái quấy, cái ác của người ta đó, thì mà mình chứng kiến cái cảnh đó hoài thì nó cũng, con nghĩ rằng nhiều khi mình trong cái hoàn cảnh nào đó thì mình cũng có cần phải có cái sự kham nhẫn. Nhưng mà bảo là để mà cộng trú chung với những người ác giới hay là những người ác tính, ác kiến thì sự thật ra nếu mà mình chuyển hóa họ được thì mình sống chung để mình chuyển hóa. Còn nếu chuyển hóa không được thì con nghĩ rằng riêng bản thân con nghĩ là không có cộng trú chung là như vậy. Bởi vì sao? Nếu mà mình cộng trú chung mà mình không giữ mình được thì cũng là cái tai hại cho mình. Còn nếu mà mình chuyển hóa họ được thì càng tốt. Còn nếu không chuyển hóa được thì thà là mình tránh riêng ra, mình tránh riêng ra để rồi khỏi phải bị cái điều mà nó khổ lị đến mình. Cho nên con nghĩ rằng có những cái điều có khi là chúng ta ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh đó thì nhiều khi có cái chúng ta kham nhẫn nại thì nó trở thành cái lực mạnh, sức mạnh cho cái vị tu hành, cho mình. Nhưng mà có khi thì mình cũng cần phải tránh né thôi. Dạ, con nghĩ là như vậy. Bởi vì nếu mà mình thấy mình đối đầu mà mình không có thể thấy được, mà mình không chuyển hóa họ được thì thôi tốt hơn là mình tránh né. Con nghĩ là như vậy. Bởi vì làm gì làm mình cũng phải giữ cái đời sống tu hành của mình, đời sống tu tập của mình. Cho nên là chuyển hóa người ta không được thì thôi cứ giữ theo cái mức độ của mình. Thì đây là cái ý kiến của con qua cái câu hỏi của Thượng Tọa. Con xin góp cái ý là như vậy, cũng thấy hết giờ nhiều rồi. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thú kính thiện Thượng Tọa Pháp Thân. Câu trả lời của Thượng Tọa Pháp Thân đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Ma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào rộng để thuyết giảng đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý trụ nhiệm, quý ốp, suốt môn viên yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.